cái màu sắc đó, một cái gì đó rất là thú vị khi cho một người kiến sư là một hoặc là một nhà thiết kế nội thất để bắt đầu cho cái công việc thiết kế của mình, đó là những cái cảm xúc mà màu sắc được đưa vào không gian, và từ cái màu sắc đó sẽ tạo nên những cái không gian nó chuyển biến theo ánh sáng và kết hợp với các cái công năng phù hợp với nó, thì cái màu sắc nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng và tuyệt vời cho cái sản phẩm của kiến sư. Chính vì cái cảm xúc theo cái công năng và không gian thì nó không có một cái quy tắc, và hôm nay nhìn thấy trời nắng, mai trời có mưa, mốt là cái sắc thái tâm trạng và nó cũng rất rất là khác nhau. Tất nhiên là cái mỗi năm có một màu sắc á, thì thực sự ra cái đó là một cái tổng kết phản ảnh trên cái nhu cầu của người sử dụng nó. Nhưng mà hy vọng rằng là càng nhiều cái màu sắc mà tươi mới, lạc quan và đầy sáng tạo để tạo nên một cái động lực cho kiến sư thúc đẩy về cái sự sáng tạo của mình thì càng thú vị.